Vietnam is among the most open economies in the world, participating in a number of international trade organizations and free trade agreements. Therefore, trade facilitation is considered one important factor to help Vietnam satisfy commitments on free trade and improve competitiveness. As part of its effort, Vietnam has actively implemented measures to fulfill the commitments of the World Trade Organization WTO Trade Facilitation Agreement, which entered into force in 2017. So what result has the country achieved so far? What challenges remain, and how can Vietnam utilize international support to boost trade facilitation? We'll find out in this episode of Bizline. But first, let's take an overview of the WTO Trade Facilitation Agreement and Vietnam's progress in meeting commitments of this agreement in the following clip. The World Trade Organization Trade Facilitation Agreement, or TFA, came into effect on February the 22nd, 2017. It contains provisions for expediting the movement, release, and clearance of goods, including goods in transit. It also sets out measures for effective cooperation between customs and other appropriate authorities, as well as technical assistance for WTO members, especially developing countries, including Vietnam. WTO estimates show that the full implementation of the TFA could reduce trade costs by an average of 14.3% and boost global trade by up to $1 trillion per year. So far, Vietnam has actively implemented measures to fulfill 15 commitments under the Category A notifications and build a roadmap to fulfill 14 commitments under the Category B notifications, in addition to 9 commitments under the Category C notifications. In addition, the country has completed the legal framework for trade facilitation step by step and called for international support. It also established the National Trade Facilitation Committee to implement the commitments in 2015 after it ratified the agreement. In order to have a deeper insight into the topic, we invited to our studio economist Vũ Đình Ánh. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Trước tiên thì là một nền kinh tế mở, theo ông tạo thuận lợi thương mại đã có đóng góp như thế nào cho việc phát triển kinh tế cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đặc biệt là kể từ khi hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO có hiệu lực? Theo đánh giá, khi chúng ta thực hiện các cái điều kiện quy định về tạo thuận lợi thương mại này sẽ giúp cho giảm cái chi phí thương mại của chúng ta lên tới 18,7%. Và theo đó thì cái tiết kiệm được chúng ta cỡ mỗi một năm sẽ khoảng tầm 1% trong cái quy mô về cái tổng kim ngạch nhập khẩu. Và như vậy thì rõ ràng với một nền kinh tế mở phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu cũng như là vào nhập khẩu như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, thì tạo thuận lợi thương mại sẽ tạo điều kiện cho cả cái tăng trưởng kinh tế, cho cả cái tăng trưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu, và đặc biệt cũng như là giảm chi phí cho khối các cái doanh nghiệp cũng như là những cái bên liên quan đến cái hoạt động xuất nhập khẩu. Ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Việt Nam trong việc đáp ứng các cam kết của hiệp định này nói riêng cũng như là việc tạo thuận lợi thương mại nói chung? Việt Nam là một trong những cái thành viên của WTO có thể nói là tham gia rất tích cực vào trong cái quá trình đàm phán, xây dựng nội dung cũng như là thực hiện các cái quy định liên quan tới cái TFA. Ngay từ năm 2015 thì Việt Nam chúng ta đã thông qua và quyết định về các cái nội dung liên quan tới tạo thuận lợi hóa thương mại trong cái khuôn khổ của WTO. Bắt đầu từ năm 2017, Việt Nam có thể nói là rất tích cực trên tất cả các cái lĩnh vực, từ vấn đề xây dựng cái khuôn khổ pháp lý cho đến xây dựng tổ chức bộ máy, cho đến cải cách các cái thủ tục có liên quan, đặc biệt là bộ phận trực tiếp đó là ngành hải quan, để giúp cho các cái vấn đề về tạo thuận lợi hóa thương mại theo cái cam kết của WTO chúng ta có thể thực hiện được. Và tất cả những cái đó thì chúng ta cũng đã đúc rút và đưa vào một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ là quyết định số 1969, các cái quy định về các cái tạo điều kiện thuận lợi hóa thương mại theo cái TFA của Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến rất là lớn. Và cái bằng chứng minh họa thì chúng ta cũng có thể thấy tức là cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chúng ta tăng lên khá là tốt. Và đặc biệt đó là các cái cải cách hành chính của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan, cũng được đánh giá như là một trong những cái điểm ưu tiên, và đặc biệt là đạt những cái thành tựu rất là lớn trong tổng thể cái cải cách hành chính của Việt Nam cũng như là được các cái đối tác quốc tế công nhận.
Trong thời gian gần đây thì một loạt các hiệp định thương mại tự do và Việt Nam tham gia, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới, thì sự cởi mở của nền kinh tế đặt ra áp lực gì cho Việt Nam trong việc thúc đẩy tạo thuận lợi hóa thương mại? Trong cái quá trình thực hiện các cam kết, đặc biệt là liên quan tới các cái việc là cắt giảm các cái hàng rào thuế quan, thì Việt Nam cũng đã làm và những cái đó thì có thể là tác động rất là tích cực đến các cái hoạt động thương mại của Việt Nam. Nhưng mà trong một trường mực nào đó thì lại cũng tác động đến cái việc là các cái nguồn thu, các cái khoản thu ngân sách nhà nước của Việt Nam. Và theo đó thì chúng ta cũng phải thực hiện là cơ cấu lại các cái khoản thu ngân sách gắn với cái việc là thực hiện cái việc là cắt giảm cái hàng rào thuế quan theo các cái hiệp định thương mại tự do. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải thực hiện là mở cửa các cái dịch vụ, thì cũng giúp cho Việt Nam chúng ta tăng và nâng cao được cái năng lực, cái khả năng cạnh tranh của không ít các ngành dịch vụ. Tôi đơn cử như là ngành du lịch chẳng hạn, thì trong vòng 3 năm vừa qua chúng ta đã có cái tăng trưởng về khách quốc tế bằng tới 55 năm trước đó. Việc chúng ta gia nhập và hội nhập quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là cái hiệp định thế hệ mới, đó là không chỉ việc là chúng ta mở cửa để cái hàng hóa của Việt Nam ra ngoài và hàng hóa của Việt Nam đi vào, mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải thay đổi cái thể chế bên trong, các cái quy định chúng ta để phù hợp với các cái cam kết quốc tế. Vietnam has signed 12 free trade agreements with its trade partners so far, with preferential tariffs offered in many countries and territories. This is said to encourage Vietnam to further boost trade facilitation. Tạo thuận lợi thương mại là một trong những cái điều khoản, những cái quy định bắt buộc mà khi mà chúng ta tham gia các cái hiệp định này. Tuy vậy, nó tạo ra một cái áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp trong nước, họ phải thay đổi. Và chính ra việc cải cách các cái thủ tục hành chính, cải cách các quy định cũng chính là giúp cho các doanh nghiệp trong nước của chúng ta có cái năng lực cạnh tranh tốt hơn. According to statistics, Vietnam's trade turnover has doubled the country's GDP. Experts said that this makes simplifying customs procedures more vital. Thủ tục xuất nhập khẩu nó thuận lợi, nó nhanh chóng, nó minh bạch hay không thì nó tác động trực tiếp đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa của Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam có dễ dàng đi ra các nước hay không? Khi hàng rào thuế đã mở thì cái thủ tục trong xuất nhập khẩu có ý nghĩa rất quan trọng. The new EU-Vietnam Free Trade Agreement was signed on June the 30th this year. It contains provisions on trade facilitation such as simplifying customs procedures and facilitating transit and transshipment of goods across borders. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam đã được ký kết gần đây, điều mà rất nhiều doanh nghiệp hai bên đã mong đợi từ lâu. Vậy thì theo ông, Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội nào từ hiệp định này để đẩy nhanh tiến trình tạo thuận lợi thương mại? Các cái nước châu Âu thì có thể nói đây là một cái đối tác quan trọng hàng đầu về thương mại của Việt Nam, nên là cái việc mà chúng ta ký kết và tới đây sẽ thực hiện cái hiệp định này chắc chắn sẽ tạo một cái cơ hội có thể nói là rất tốt cho rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam có thể là xâm nhập thị trường châu Âu thông qua những cái sản phẩm hàng hóa mà chúng ta có cái ưu thế và có cái sức mạnh. Cái việc mở cửa này cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp và đặc biệt là nền kinh tế Việt Nam có thể nhập khẩu những cái công nghệ hiện đại của châu Âu để đưa vào giúp cho cái tăng cái năng lực sản xuất của Việt Nam chúng ta, cũng như là tăng cái năng lực cạnh tranh. Thì tôi cho đấy là vấn đề về thương mại. Cái vấn đề thứ hai nữa, châu Âu thị trường của họ rất là khắt khe, do đó thì cái việc mà nâng cao các cái tiêu chuẩn và đặc biệt trong đó có cả những cái vấn đề liên quan đến cái thuận lợi hóa thương mại chẳng hạn, thì cũng sẽ giúp cho Việt Nam chúng ta tự tiến lên và tự hoàn thiện chính mình. Các cái quốc gia ở châu Âu, ở EU và có thể giúp cho chúng ta trong vấn đề là hỗ trợ nâng cao cái năng lực trong cái việc là thực hiện các cái cam kết về thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ WTO. Cái điểm thứ ba, chúng ta thực hiện đa dạng hóa các cái đối tác, kể cả đối tác thương mại, đối tác về phát triển dịch vụ cũng như là các vấn đề liên quan về sở hữu trí tuệ cùng với cả các cái đối tác quan trọng hiện tại của Việt Nam, ví dụ như là Mỹ hay là với Trung Quốc chẳng hạn, thì cũng giúp cho cái chiến lược phát triển về thương mại của Việt Nam có thể là có những cái bước phát triển tốt hơn trong cái thời gian tới. Và tôi cho rằng các cái hiệp định thương mại đó thì ngoài các cái vấn đề về thương mại, về dịch vụ, về sở hữu trí tuệ, thì trong EVFTA có những cái liên quan đến ví dụ như là các hoạt động về công đoàn, các điều kiện về lao động chẳng hạn, thì cũng giúp cho chúng ta tạo ra một cái nền tảng để có thể thực hiện tốt hơn các cái điều kiện về thuận lợi hóa thương mại, các cái nội dung mà như trong cái cam kết về TFA, về các điều kiện thuận lợi hóa thương mại chúng ta cũng đã có cái quy định.
Ông có thể chia sẻ những thách thức vẫn còn tồn tại đối với Việt Nam trong việc triển khai những cam kết của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO không? Theo cái kế hoạch của chúng ta thì đến cuối năm 2018, cái thời gian mà chúng ta thực hiện về cái thủ tục xuất khẩu sẽ được giảm xuống còn 70 giờ. Tuy nhiên thì đến tận cuối năm 2018 thì cái thời gian này vẫn là trên 100 giờ. Như vậy thì có thể nói là đây là một cái thách thức rất là khó cho chúng ta trong cái năm 2019 này, khi mà chúng ta phải giảm nó xuống để mà giúp cho nó có thể đạt được như là cái thông lệ tốt của quốc tế. Cái vấn đề thứ hai là cái thời gian mà đối với làm thủ tục cho hàng nhập khẩu. Thì mục tiêu của chúng ta là đến cuối năm 2018 là giảm xuống còn 90 giờ. Tuy nhiên thì trong thực tế hiện nay vẫn là mất đến 132 giờ. Như vậy thì đây là một cái thách thức không dễ đối với chúng ta, bởi vì là cái khoảng cách thì nó không còn nhiều để đạt đến mục tiêu, nhưng đó lại là những khoảng cách khó vượt qua nhất khi mà chúng ta đã có những cái nỗ lực rất nhiều. Liên quan tới các cái nguyên tắc về quản lý rủi ro, chúng ta chuyển cái quản lý các cái thủ tục hải quan của chúng ta từ tiền kiểm sang hậu kiểm và dựa vào các nguyên tắc quản lý rủi ro. Tuy nhiên thì chúng ta hiện nay chưa đầy đủ một cái hệ thống thông tin cũng như là các cái giá trị pháp lý để giúp cho chúng ta có thể phân loại đối tác thương mại xuất khẩu và nhập khẩu, để giúp cho chúng ta dựa trên đó có cái quản lý theo cái nguyên tắc quản lý rủi ro một cách tốt nhất trong cái lĩnh vực hải quan. Một cái nội dung rất quan trọng trong các cái thực hiện thuận lợi hóa thương mại theo FTA đó là việc phối hợp giữa cơ quan hải quan và các cái cơ quan chuyên ngành. Thì có thể nói là chúng ta cũng đã có những cái thay đổi theo hướng tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì trong thực tế cái việc là phối kết hợp vẫn còn khá nhiều vướng mắc. Đây là một cái thách thức mà tôi cho rằng cũng không hề nhỏ, khi mà tới xấp xỉ 20% cái khối lượng hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam chúng ta thì vẫn phải thực hiện cái kiểm tra chuyên ngành. As of March 2019, the number of goods listed for specialized inspections was reduced by 12,600 types of goods. Many goods are now inspected after clearance instead of before clearance, as they had been previously. Clearance is still said to spend much of firm's time. Trong khi thủ tục thông quan ở các nước thì tính bằng giờ đồng hồ, thì ở Việt Nam thì cái thủ tục thông quan vẫn còn tính bằng ngày. Và đặc biệt là đối với một số lĩnh vực như là kiểm tra chuyên ngành, cái thủ tục phê duyệt của một số bộ ngành cơ quan còn chưa thuận lợi, cho nên vẫn có những cái doanh nghiệp họ kêu rằng là nhiều lúc hàng hóa là phải nằm ở kho, ở cảng bị tắc nghẽn có thể hàng tuần liền. In addition, the customs sector has applied the risk-based management approach in specialized inspections. However, according to experts, the approach needs to be applied more broadly. Những cái lĩnh vực áp dụng chưa nhiều, mới có ở trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm, ở trong lĩnh vực về kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và một số các cái thủ tục đơn lẻ khác. Tuy nhiên thì hầu hết các cái hoạt động quản lý chuyên ngành thì chúng ta chưa áp dụng quản lý rủi ro, mà chúng ta áp dụng theo hình thức là lô nào chúng ta cũng phải kiểm. This is said to cause businesses to bear high costs. Furthermore, high logistics costs also add up to business costs, causing them difficulties in exporting their products. Chi phí thương mại cao cũng được cho là một trong những rào cản lớn nhất với Việt Nam trong việc tạo thuận lợi thương mại. Vậy thì theo ông, kiểm tra chuyên ngành cần có những thay đổi gì để giảm thiểu đến chi phí này? Kiểm tra chuyên ngành thì chắc chắn là vẫn có và sẽ phải có, bởi vì khi mà cái tính chất của các cái hàng hóa xuất nhập khẩu của chúng ta thì nó ngày càng một phức tạp trong cái tiến trình mà chúng ta hội nhập. Do đó thì cái việc mà giảm cái chi phí cho cái việc mà đối với những nhóm hàng hóa mà vẫn cần phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thì tôi cho rằng chúng ta cần phải dựa trên ba cái trụ cột mà nó liên quan tới trong các cái quy định của tạo thuận hóa thương mại của WTO. Cái thứ nhất là vấn đề về đơn giản hóa, cái thứ hai là hiện đại hóa và cái thứ ba là hài hóa. Chúng ta cần phải có một cái quy trình kết hợp giữa ngành hải quan và cái kiểm tra chuyên ngành theo cái hướng làm sao mà đơn giản nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải áp dụng cái công nghệ thông tin. Ở ngành hải quan hiện nay thì đã có cái hải quan điện tử, và cái việc này thì cũng cần phải có cái mối kết hợp về cái công nghệ thông tin một cách thống nhất giữa cơ quan hải quan với các cái cơ quan chuyên ngành. Và cái điểm thứ ba đó là cái sự hài hóa. Thì cái hài hóa đây không chỉ là liên quan tới các cái quy định hải quan, các cái thủ tục quy trình ngành hải quan chúng ta với các cái nước khác
là thành viên của WTO trong cái khuôn khổ của TFA, mà chúng ta còn phải hài hòa cái hoạt động của cơ quan hải quan với các cái cơ quan chuyên ngành để làm sao là tạo ra một cái hệ thống đồng bộ vận hành một cách trơn tru. Việt Nam đã thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN. Vậy thì ông nghĩ gì về việc này? Điều này có đóng góp vào thúc đẩy việc phối hợp liên ngành để cải thiện công tác kiểm tra chuyên ngành hay không? Việc ủy ban này ra đời mặc dù là Bộ Tài chính chủ trì nhưng có sự tham gia của tất cả các cái bộ ban ngành có liên quan, đặc biệt là liên quan đến những cái kiểm tra chuyên ngành. Do đó thì cái việc mà hoạt động của ủy ban này chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta sẽ phối hợp tốt hơn trong cái vấn đề là giữa cơ quan hải quan với các cái cơ quan chuyên ngành như cái nội dung yêu cầu về tạo thuận hóa thương mại. Việc ra đời của cái ủy ban này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cũng là sẽ hình thành nên những cái mô hình về tổ chức quản lý trong những cái việc thực hiện các cái hiệp định thương mại tự do kể cả song phương và đa phương tới đây, khi mà chúng ta sẽ phát sinh thêm những cái vấn đề mới không chỉ liên quan đến cái vấn đề tạo thuận hóa thương mại mà còn có thể có cả những vấn đề khác. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng đã cải thiện các văn bản pháp lý để tạo thuận lợi thương mại với các nước. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được ạ? Nội dung của tạo thuận hóa thương mại thì tập trung chủ yếu là liên quan đến vấn đề về quy trình, vấn đề là thủ tục, và cái này là phải để thực hiện ngay. Tuy nhiên để thực hiện được cái quy trình thủ tục đó thì không chỉ là riêng đối với ngành hải quan, nỗ lực của ngành hải quan nói riêng hay là của ngành tài chính, mà rõ ràng thì cần phải có cái sự phối kết hợp, ủng hộ, hợp tác của rất nhiều các cái bộ ban ngành có liên quan khác, đặc biệt là ví dụ như trong cái lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành chẳng hạn, khá nhiều các cái nội dung liên quan đến cái tạo thuận lợi hóa thương mại chúng ta cũng đã được đưa vào trong một số các cái quy định cụ thể mà để trong các cái hướng dẫn của các cái luật, đặc biệt là liên quan đến các cái luật chuyên ngành là chúng ta đã có những cái chỉnh sửa để giúp cho cái tạo thuận hóa thương mại. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta có những cái bộ máy, có những cái tổ chức để giúp cho cái việc đó. Cái vấn đề thứ ba, chúng ta đã đặt ra những cái quy định có thể lượng hóa được. Tôi nói ví dụ như là cái thời gian thông quan hay là các cái vấn đề mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, và đặc biệt là những cái quy chế, những cái chế tài liên quan tới các cái quy định để tạo thuận hóa. The Trade Facilitation Program or TFP was officially launched on July the 10th. The program is funded by USAID with an amount of nearly $22 million within 5 years of implementation. The Ministry of Finance is the governing body. Được chính phủ Việt Nam xác định là thiết thực, đúng thời điểm và rất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện hiệp định TFA và các tổ chức triển khai các FTA thế hệ mới, cũng như đẩy mạnh cái quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. The program supports Vietnam in standardizing administrative procedures in imports and exports, strengthen national and provincial coordination, and build the capacity of provincial customs offices. Moreover, it will support Vietnam in improving the efficiency of specialized inspections. The trade facilitation program will work both at the central level and at 6 provinces in order to ensure that all the provinces are implementing the same procedures, are cutting down on specialized inspections that can slow cross-border trade, and in general increase predictability, transparency, and efficiency for businesses. The program also aims to enhancing partnerships between customs and the private sector. Gần đây, chương trình tạo thuận lợi thương mại TFP do Bộ Tài chính chủ quản và USAID tài trợ đã chính thức được khởi động. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những lợi ích tích cực từ dự án trên? Đây cũng là một trong những nội dung rất quan trọng trong cái hiệp định tạo thuận lợi hóa thương mại mà WTO có quy định. Đó là có một cái phần nội dung liên quan tới vấn đề là những cái nước mà họ gọi là những nước được đối xử đặc biệt, SDT. Và Việt Nam cũng là nằm trong một cái nhóm nước này. Với nhóm nước này thì họ chia ra làm 3 loại các loại cam kết và các nội dung quy định để tạo thuận lợi hóa thương mại. Cái loại thứ nhất là phải thực hiện ngay. Cái loại thứ hai là sẽ được trì hoãn sau một cái thời gian đối với những nước đang phát triển hay là đặc biệt là những nước kém phát triển, và loại thứ ba là sẽ cần phải được thực hiện nhưng cần phải có cái hỗ trợ về kỹ thuật, về năng lực. Thì đây chính là cái nội dung mà nó tạo ra cái khuôn khổ như là cái hợp tác của phía USAID Mỹ giúp cho cái bên hải quan của Việt Nam chúng ta trong cái vấn đề là tăng cường, nâng cao cái năng lực trong cái vấn đề là thực hiện các cái nội dung của
cái hiệp định tạo thuận lợi hóa thương mại, và không chỉ có cái sự trợ giúp của phía Mỹ mà còn có sự trợ giúp của các cái tổ chức quốc tế, ví dụ như là trực tiếp của WTO, của Ngân hàng Thế giới hay là của ADB. Tôi đánh giá rằng cái sự hỗ trợ của các phía bên ngoài sẽ giúp cho Việt Nam chúng ta rất nhiều trong triển khai và tăng tốc cái tiến trình thực hiện cái tạo thuận lợi hóa thương mại. Đầu tiên là chúng ta có một cái nguồn lực tài chính và thông qua đó một cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp cho Việt Nam chúng ta có một cái cơ sở, một cái nền tảng về hạ tầng thực hiện các cái tạo thuận lợi hóa thương mại một cách thực chất nhất. Thông qua những hỗ trợ này thì chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước tiến bộ, các nước đi trước trên thế giới. Cái vấn đề thứ ba là giúp đào tạo cái đội ngũ cán bộ của chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của ngành hải quan cũng như là các cái bên kiểm tra chuyên ngành. Có một số ý kiến cho rằng là khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi thương mại. Ông nghĩ gì về ý kiến này và các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia đóng góp như thế nào trong việc tạo thuận lợi thương mại? Ngay bản thân WTO khi họ thực hiện cái quá trình là bàn thảo cũng như là đàm phán chung quanh các hiệp định về nội dung thuận lợi hóa thương mại thì họ cũng đánh giá là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, các SME là những cái đối tượng mà sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là khi mà các cái quốc gia thành viên của WTO phê chuẩn và thực hiện các cái nội dung của cái thuận lợi hóa thương mại. Để các cái doanh nghiệp tư nhân, các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lợi nhiều nhất thì bản thân các cái doanh nghiệp này họ cũng phải tuân thủ rất là tốt các cái quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam chúng ta. Tôi đơn cử ví dụ như là vấn đề để đáp ứng về cái nguyên tắc về quản lý rủi ro thì rõ ràng các cái doanh nghiệp tư nhân cần phải là cung cấp một cái thông tin một cách đầy đủ, chính xác và trung thực thì qua đó mới giúp cơ quan quản lý có thể là phân loại được và dựa trên đó thì mới có thể vận hành được cái nguyên tắc là quản lý rủi ro trong cái lĩnh vực hải quan. Bản thân các cái doanh nghiệp tư nhân trong cái quá trình thực hiện và được hưởng từ các cái điều kiện thuận lợi hóa thương mại như vậy thì họ cũng phải có một cái hệ thống và phải tích cực phản hồi đến các cái cơ quan chức năng những cái điểm còn vướng mắc, những cái điểm còn khó khăn và cần phải thay đổi để giúp cho cơ quan chức năng họ có những cái thông tin đầy đủ để có thực hiện, có thể là cung cấp các cái dịch vụ, có thể là thực hiện các cái nội dung về thuận lợi hóa thương mại một cách đầy đủ, kịp thời và tốt hơn cho các cái doanh nghiệp tư nhân. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. According to its resolution released in January this year, the government sets targets to improve Vietnam's ranking in the World Bank's Doing Business Index indicator for trading across borders and reduce the number of goods listed for special inspections by half. Related ministries, especially the General Department of Vietnam Customs, have been making efforts to speed up the progress to achieve those goals. International support have also contributed to this. All of them are expected to help businesses do trade more efficiently and easily, as well as facilitate trade between Vietnam and its international partners. And that also wrap up this edition of Bizline. In the meantime, you can log on to our official website at vtv4.vtv.vn or visit our YouTube channel at VTV4Go. Goodbye for now and thanks for tuning in.